Hello, xin chào các bạn đã trở lại với trung tâm điện lạnh Đức Hùng nhá. Thì hôm nay chia sẻ với các bạn là test con điều hòa Balasulic đấy. Model là EX280. Model. Đây con này vừa mới mát xa qua thôi. Đấy, tí làm kỹ lại là đẹp. Đấy, con này là điện áp 110. Máy 12.000 BTU nhá các bạn nhá. Đấy, lâu lâu không ra video, hôm nay rảnh rảnh tí ra video. Dạo này hơi bận thì cố gắng ra video các bạn nhé. Đấy, cho anh em tham khảo. Đấy, con này điện 100V. Đấy. Đấy, mặt sau của nó là đây, cái chỗ này nó hơi bẹp tí này. Đấy, như những cái chỗ này là phải lắn ra nhé, để cho nó tản nhiệt các bạn. Còn đâu nó vẫn ngon hết, thì bị tí chỗ này lắn ra là được hết nhé các bạn nhé. Lắn ra là phẳng luôn, không sao cả. Ok, không vấn đề gì hết. Nói chung là nó bị một chút thôi, không thể hoàn mỹ được. Thì chúng ta spa lại thôi, tát tút tát lại là ngon thôi. Đấy, con này thì có cần ria đây à. Ai, con này có cần ria đây, cái này vẫn còn băng dính nhá. À, chưa spa thì spa lại là hết các bạn. Đấy, vấn đề là bây giờ test ga gẹo rồi. Đấy, phải hút chân không. Con này là ga 410 anh em ạ. Đấy, cũng không biết còn ga hay không nhé. Đấy, quay như này cho các bạn xem luôn. Đấy, thì bây giờ bắt đầu là chuẩn bị test. Đây là đang hút chân không. Đây các bạn này. Đấy, máy hút chân không này. Đang hút chân không. Đấy, thì tất cả các máy về là đều phải kiểm tra hút chân không chạy, kiểm tra ga lốc rồi nén dàn nén riếc xem có bị lỗi nước gì không các bác nhá, lỗi lầm gì không kiểm tra. Đấy, trước khi giao máy cho các bác đến nhà. Đấy, nói chung là con này là cũng thuộc loại đẹp các bạn, không vấn đề gì đâu. Đấy, nó không được hẳn xuất sắc thôi, nhưng mà tiền nào của đấy. Các bác cứ yên tâm mà dùng thôi. Ai dùng rồi thì sẽ biết. Đây, con máy này là khách đặt hàng đấy nhá các bác nhá. Làm này 1-2 hôm sau là lắp đấy. Đấy, thì không vấn đề gì đâu. Đấy, Balasulic điện 100V. Đây, ra 410A. Đây các bạn nhìn thấy chưa. Đấy, đấy, bác vào nhanh tay nhanh mắt nhìn nhá, ga 410A đấy. Đấy, hút chân không thì cũng được mấy phút rồi nhỉ. Rồi, quay là được 3 phút, chắc được khoảng 4 phút rồi, 4-5 phút rồi. Đấy, đây cả. Thôi, cháu xem còn không khí không. Đấy, hút chân không thì anh em cứ hút, rồi càng kỹ thì càng tốt. Đó, nguyên tắc là hút chân không thì càng kỹ càng tốt, chẳng vấn đề gì đâu. Không có, nó phải lại không phải gì hết. Không gì. Đồng ra cấm, cấm điện chạy đi. Đây, thử xả ga luôn. Thôi cứ cắm chạy đi ha, xong xả ga xong. Đấy, bây giờ cắm điện chạy nhá anh em nhá. Đây là điện 100 này. Đây này. Đấy, để đằng sau. Vứt ra đây là được. Làm ra đằng trước kìa nào. Chui giúp kia. Đấy, xong điện rồi. Đấy, bây giờ mình chạy nhé. Các bác nhé. Bác chờ tí. Em chạy.
điện 100 phải qua biến áp. Đây cái đèn nó sáng ở đây này, mà ở đây nó sáng quá nó khó nhìn. Chạy gì? Chưa, chờ tí nó trễ là nó. À, lắp cái này chưa chuẩn, đang kẹt này. À, chắc hay lắp nhầm cái cánh này của con kia. Thôi tí chuẩn xong không sao, cái cánh này chắc của con kia lắp nhầm sang đây. Đấy, đây các bạn. Đấy, đây là khách đặt hai con. Đây một con này, này con đấy là clear nhá các bác nhá, con này không clear đây à. Đấy một con này nữa là đấy, đang chạy đang chờ tí chưa chạy lốc. Để bao nhiêu độ tắt bấm này đây. À, chờ tí. Chưa chạy lốc. Đấy rất là đẹp nha các bác nhá. Đây này, đây. Giờ quay rồi. Lấy lắp mình chưa để ý bị kẹt. Được. Ừ, kệ đó. Đây. Đấy. Các bạn nhìn thấy cánh nó vẫy chưa? Đấy, cho nó xuống nhá. Lên. Để tự động. Bác chờ tí chỉnh cho nó tự động. Để vẫy gió. Đây quạt chạy này các bạn này. Đấy xả ga. Đấy. Giờ mình xả ga nhé anh em nhé. Mình để nó chạy thì xả ga đây, ga đây. Đây này. Đấy. Không biết con này có đủ ga không? Nếu không đủ ga là phải lạp nhé. Lại nhé các bạn nhé. Đây các bạn đang chạy, đang tua. Chạy. Nó chưa tua nhá anh em nhá. Ga này. Xem dòng. Dòng với 1A. Một 2A. Đây là lốc đang chạy rồi nhá các bác nhá. Đây ga 410 này. Đây ga 410A này. EX280. Đấy các bác thấy chạy êm chưa, êm ru chưa, không nghe cái gì luôn. Đây nó ở riêng cửa hàng, nó chưa tua đâu nhá các bác nhá. Đây này, ga này đang 200 này, chưa tua đâu. Giờ tí phải 5 phút, 5-10 phút ông tua. Chạy siêu êm. Nó hơi ồn tí thôi nhưng còn các bác ở bình thường chạy siêu êm thôi. Không nghe thì tiếng động luôn đấy. Đây đang chạy chứ các bác nhìn thấy quạt chạy chưa? Đó. Siêu êm luôn. Lạnh. Chưa tua đâu anh em nhá. Cái tua là nó rú ở mầm mầm lên này. Đấy, áp suất 180. Mấy A? 2A.
Đây 2A. Đấy bắt đầu tua rồi. Đây anh em này. Đấy bắt đầu tua rồi. Đây lạnh buốt. Máy chạy êm ru các bạn. Đấy khổ thế. Đang quay video cho các bác thì lại phải cắt đi thì không lồng được tiếng, phải lồng tiếng. Thì hàng xóm hát karaoke. Thế em khổ. Đấy thế là thôi lại phải cắt đi lồng tiếng các bác ạ. Đây là mát lạnh rất sâu. Đấy con này thì cái dòng này là dòng nó gọi là chức năng nhá. Clear. Đấy, tự làm sạch mặt lạnh nhưng mà không lưng nha các bác nhá. Mặt không lưng. Tức clear, anh em là làm rồi thì biết. Hoặc các bác nhà các bác dùng rồi biết. Clear. Dòng này thì nó cao cấp hơn hàng bình thường, chạy lạnh sâu, êm ái hơn. Rất là ok. Đấy, bên mình thì bán các loại điều hòa nhiệt bãi. Đấy, bác nào mà muốn có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại để trên màn hình nhé. Chạy rất là êm, rất là tiết kiệm điện. Đặc biệt những các bác nào mà trải nghiệm những cái điều hòa này thì nó một tiết kiệm điện thì chuyện đương nhiên rồi, mà nó không lạnh buốt các bạn nhé, lạnh sâu nhưng nó không buốt. Nó sẽ phù hợp với người già và trẻ em, những người bị dị ứng mũi và những người viêm họng. Đấy là yên tâm nhất, chạy rất là sướng. Cái dòng này thì càng chạy lâu thì càng lạnh sâu, nó xuống đều, nó xuống dần dần dần, nó không bị sốc nhiệt. Thì máy bên mình bán ra bảo hành 1 năm nhé các bác nhé. Hàng chạy chuẩn, hàng đẹp luôn. Những hàng này là chưa sửa chữa gì đâu, vẫn chạy bình thường. Đấy, chỉ về rửa riếc sạch sẽ thôi, kiểm tra ga, test lại xem có lỗi gì không. Đấy, nhưng máy Nhật thì ít khi lỗi đó. Chạy thì về chất lượng thì tuyệt vời, những bạn nào mà dùng rồi thì sẽ biết. Điện năng thì không phải lo rồi, chấp hết những cái hàng Thái mới về điện năng tiêu thụ, các bác cứ yên tâm một điều như thế. Thì các bác muốn mua thì các bác tự tìm hiểu nhá, em chỉ nói vậy thôi, không bảo người bán thì nói cho hay để mà bán thì cũng không được. Các bác tự tìm hiểu qua nhiều các kênh thông tin hoặc bạn bè, những người dùng rồi các bác hỏi trực tiếp để mình trải nghiệm, để mình trở thành nhà tiêu dùng thông thái. Đấy, cho nó đỡ phải bỏ một cái số tiền ra là nó không xứng đáng. Thì các bác chịu khó nghiên cứu, ủng hộ em, liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình. Em ở tại Hà Nội và bên Bắc Ninh nha các bác nhá.